Trọng Hiếu xin kính chào quý khán giả. Quý nhà nông đang đến với chương trình dự báo thời tiết thủy văn được phát định kỳ vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube An Phước Nông Kỳ An Trái. Kính thưa quý nhà nông thân mến, đến dự trong chương trình ngày hôm nay là thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp đến từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Chào vâng, Trọng Hiếu xin chào cô Điệp ạ. Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài. Bà con thân mến, trong tuần qua, nắng nóng duy trì, miền Đông một số nơi thì có nắng nóng gay gắt, mưa rào vào ngày 24 tháng 3 tại khu vực Kiên Giang, nè, rồi Bù Đăng của Bình Phước, v.v. Không biết là giai đoạn giữa tuần này, tức là từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 3 thì sẽ có thay đổi gì hay không? Xin mời thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ thông tin đến quý anh quý chú mình. Khu vực các cái tỉnh Bắc Bộ thì sẽ có mưa nhỏ, rải rác, sáng sớm thì có cái sương mù. Trong khi đó thì khu vực các cái tỉnh Nam Bộ ở phía Nam của vùng áp thấp nóng bị nén. Đồng thời trên cái khu vực có cái sự hội tụ gió trên cao sẽ hình thành. Vì vậy mà trời có phần chuyển nhiều mây hơn. Nắng nóng trên khu vực các cái tỉnh miền Đông và miền Tây thì có cái xu hướng giảm nhẹ so với những ngày trước. Chiều tối và đêm thì có cái mưa rào vài nơi. Nhiệt độ trong ngày trên cái khu vực các cái tỉnh miền Đông thì sẽ ở mức là từ 34 đến 36 độ. Còn ban đêm sẽ dao động ở mức là từ 22 đến 25 độ. Còn đối với khu vực các cái tỉnh miền Tây thì sẽ phổ biến ở mức là từ 33 đến 35 độ. Còn ban đêm thì sẽ dao động ở mức là từ 23 đến 26 độ. Cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp rất là nhiều. Bà con thân mến, như vậy thì giai đoạn giữa tuần này, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 3 thì trời sẽ chuyển nhiều mây, nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ. Vào đêm và tối thì sẽ có mưa rào cục bộ một số nơi. Tuy nhiên thì trong giai đoạn hiện tại thì vẫn còn đang trong thời điểm nắng nóng. Mặc dù lượng nhiệt nó có phần giảm nhưng mà anh chú chúng ta cũng cần phải lưu tâm đến việc cây sầu riêng bị sốc do điều kiện nắng nóng ha bà con ha. Và tiếp tục xin mời thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ thông tin đến quen quý chú chúng ta tình hình thời tiết cuối và đầu tuần tới, tức là từ ngày 30 đến ngày 2 tháng 4 năm 2024. Những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái áp cao lạnh ở phía Bắc sẽ suy yếu, tạo điều kiện cho cái áp thấp nóng sẽ mở rộng sang phía Đông, phát triển từ ngày 30 tháng 3 trở đi và cái nhiễu động ở trên cái khu vực cũng tan. Do đó mà khu vực các cái tỉnh Nam Bộ thì cái nắng nóng sẽ xuất hiện trở lại với cái cường độ sẽ gia tăng cả về diện cũng như là cái cường độ ở miền Đông cũng như là miền Tây. Nhất là cái khu vực miền Đông thì cái nền nhiệt độ ở mức là từ 35 đến 37 độ, có nơi sẽ trên 37 độ. Còn đối với khu vực các cái tỉnh miền Tây thì sẽ dao động ở mức là từ 34 cho đến 36 độ. Ban đêm thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 23 đến 27 độ. Bên cạnh đó thì cái thời gian nắng sẽ xuất hiện từ sáng sớm cho nên kéo dài đến cái chiều tối. Thời gian nắng nóng là từ 12 giờ cho đến 16 giờ, làm cho cái độ ẩm trong không khí xuống thấp. Bà con thân mến, đến vào khoảng cuối tuần này và đầu tuần tới thì nắng nóng bắt đầu gia tăng trở lại. Vào ban ngày thì một số khu vực có nhiệt độ trên 37 độ C. Đây là một cái khoảng nhiệt rất là lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới sự sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng. Đặc biệt là những vườn sầu riêng đang giai đoạn sổ nhụy nè, mang trái thì nắng nóng làm rụng rất là nhiều. Do đó là anh chú chúng ta cần phải lưu ý có những cái giải pháp để chống rụng cũng như là chống sốc cho vườn sầu riêng của chúng ta. Tiếp tục xin mời thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ thông tin đến quý anh quý chú mình tình hình thủy văn giai đoạn sắp tới. Về mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong tuần tới thì sẽ dao động theo triều. Đến ngày 29 tháng 3 thì cái mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu thì ở cái mức là 1m05, còn tại Châu Đốc thì ở cái mức là 1m23. Còn về tình hình xâm nhập mặn ở cái khu vực các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong cái tuần tới thì vẫn còn duy trì và ở cái mức là cao hơn so với cái trung bình nhiều năm. Từ nay cho đến hết mùa khô năm 2024 thì các cái đợt xâm nhập mặn sẽ tăng cao ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tập trung trong những cái tháng cuối tháng 3 cũng như là sông Vàm Cỏ và sông Cái Lớn thì sẽ tập trung từ nay cho đến cuối tháng 4. Bên cạnh đó thì cái độ mặn trên các cái sông thì đang có cái xu hướng cao, do đó mà bà con nông dân trước khi tưới thì cũng nên kiểm tra cái độ mặn. Và bên cạnh đó thì bà con cũng cần thường xuyên cập nhật các cái bản tin dự báo khí tượng thủy văn
tranh thủ lúc cái triều cường xuống thì cái độ mặn có phần giảm, thì bà con nên tích trữ cái lượng nước ngọt. Và lưu ý là cái hiện nay thì cái độ mặn 4 phần ngàn đã xâm nhập vào sâu vào trong cái đất liền khá là sâu, từ 40 cho đến trên 70 km. Riêng cái sông Vàm Cỏ, Vàm Cỏ Đông cũng như là Vàm Cỏ Tây thì cái xâm nhập mặn đã lấn sâu vào trong đất liền là từ 70 cho đến 90 km. Do đó mà bà con cũng không nên chủ quan. Kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài. Quý anh chú thân mến, thì vừa rồi chúng ta đã lắng nghe về thông tin về tình hình thủy văn cũng như là những ảnh hưởng của xâm nhập mặn đang lấn sâu vào trong nội đồng. Bà con thân mến, thì hiện tại là mực nước vẫn lên xuống theo triều, tình trạng xâm nhập mặn đang duy trì và có xu hướng tăng cao. Và theo như đánh giá thì độ mặn năm nay sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp tới một số khu vực ven biển. Do đó là anh chú chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị cho nó là kỹ càng nhất. Thứ nhất là mình có thể sử dụng cái thạch cao hoặc là cái vôi để mình bón ở trên vườn nhằm hạn chế ảnh hưởng của cái tình trạng mặn này. Bên cạnh đó thì chất điều hòa sinh trưởng Racinolai trong giai đoạn này cũng giữ một vai trò rất là quan trọng ha. Hiện nay thì theo như đánh giá từ đài thủy văn của Nam Bộ thì chúng ta thấy là tình trạng xâm nhập mặn 4 phần nghìn đã xâm nhập sâu vào trong nội đồng, dao động từ 40 đến 70 km. Riêng khu vực sông Vàm Cỏ thì mình thấy là nó đã xâm nhập vào sâu trong nội đồng của chúng ta từ 70 đến 90 km kể từ phía cửa sông không bà con ha. Và tổng quát tình hình thời tiết trong giai đoạn ngày hôm nay chúng ta dự báo đó chính là từ nay cho tới đầu tuần sau thì mình thấy là nắng nóng duy trì, chỉ có là khoảng giữa tuần thì có xuất hiện mưa rào cục bộ vào ban đêm và chiều tối. Khi mà mưa rào xuất hiện trong giai đoạn nắng nóng này thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp mình ứng phó thật là kỹ để đảm bảo là cái vườn của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan. Và sau đây Trọng Hiếu sẽ có một số thông tin canh tác muốn lưu ý đến quý anh quý chú chúng ta trong giai đoạn này. Thứ nhất á, là trong giai đoạn nắng nóng thì anh chú mình cũng phải luôn luôn đảm bảo cho vườn sầu riêng của chúng ta là phải đủ nước. Đủ nước bằng cách nào? Thứ nhất là mình phải tưới định kỳ hàng ngày. Và nếu như cái vườn nào anh chú chúng ta đang tạo mầm thì khô quá chúng ta vẫn có thể tưới, nhưng mà tưới 7 ngày một lần. Tại vì thông thường thì trong giai đoạn tạo mầm là chúng ta phải cắt nước, nhưng mà cái điều kiện mà nó khô quá như vậy thì mình vẫn có thể là có ngoại lệ. Bên cạnh đó thì một số khu vực anh chú chúng ta nếu như có điều kiện thì mình hãy gắn cái hệ thống phun sương ở bên trên tán lá để gì? Để khi mà mình thấy cái ảnh hưởng của nắng nóng nhiều quá vào gần chiều đó thì chúng ta có thể mở cái hệ thống phun sương để làm mát cho cái vườn cây của mình. Thứ hai là phun chống sốc. Nếu như các vườn chúng ta đang bước vào thời điểm nhạy cảm như là chuẩn bị sổ nhị, đang sổ nhị hoặc là đang mang trái ở trên vườn của chúng ta thì chống sốc anh chú chúng ta có thể ứng dụng một số cái giải pháp như là Supercat hoặc là Supercat kết hợp với Carbofort. Thì đây là một trong những cái giải pháp giúp cho cái vườn sầu riêng của chúng ta hạn chế bị ảnh hưởng, hạn chế bị rụng bông rụng trái cũng như là cái tình trạng trái lá mùa khô. Cái thứ ba đó chính là nếu như trên vườn của chúng ta xuất hiện tình trạng là mưa trái mùa trong giai đoạn này thì bắt buộc anh chú chúng ta phải có cái biện pháp là mình rửa nước mưa. Rửa nước mưa bằng cái gì? Thứ nhất là thuốc nấm khuẩn, chúng ta pha loãng, chúng ta phun toàn ở trên cái phần trái và thân cành của mình. Hoặc là anh chú chúng ta hay sử dụng cái chế phẩm nano kẽm ABN mình phun để hạn chế những cái đối tượng nấm khuẩn. Và cái thứ tư là trong giai đoạn hiện tại thì anh chú chúng ta phải đặc biệt quan tâm tới tình trạng trái lá ở trên vườn của mình. Thì trái lá trong giai đoạn này thì mình thấy là thứ nhất trái lá mùa khô do nắng nóng, thứ hai là trái lá do bệnh. Thì đầu tiên là anh chú chúng ta phải xác định thật là kỹ coi là cái vườn của chúng ta đang bị tình trạng trái lá nào, từ đó mình đưa ra cái biện pháp cho nó kỹ càng nhất. Nếu như trái lá do bệnh thì chúng ta có thể chặn đứng bằng bộ giải pháp đó chính là Elixir và khuẩn ABN. Thì anh em đã có những cái video clip thật là kỹ gửi đến quen quý chú mình. Rồi cuối lời thì Trọng Hiếu gửi lời cảm ơn đến Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp đã có những cái phần chia sẻ rất là hay trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý anh quý chú đã theo dõi. Chúng ta đang có mặt trong chương trình dự báo thời tiết thủy văn được phát định kỳ vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần. Và bây giờ Trọng Hiếu xin chào và hẹn gặp lại bà con ở chương trình kỳ tới nhé.